Singapore, mã là DZ16BW41GBN, sản phẩm hiện đang có bán tại website meta.vn. Trên Meta xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm máy làm sữa đậu nành thương hiệu Super DZ16B, sản phẩm gồm có dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng đi kèm máy và phiếu bảo hành của hãng. Máy xay gồm có hai bộ phận chính, phần đầu máy cũng chính là phần động cơ của máy, gồm có bảng điều khiển với 6 chức năng: dao xay inox, thanh cảm biến chống trào. Phần thân máy cũng chính là phần bộ phận cuối xay, bên trong đã có sẵn vạch chia mực nước giới hạn. Bây giờ Meta sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng máy làm sữa đậu nành DZ16B. Chúng ta có thể sử dụng đa dạng các loại nguyên liệu như là đậu tương, đậu xanh, ngô. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sữa đậu nành trước tiên. Với đậu nành thì chúng ta có thể sử dụng đậu nành khô hoặc là đậu nành đã ngâm. Tuy nhiên nếu có thời gian, các bạn có thể nên ngâm trước 6-8 tiếng, như vậy thì hương vị sữa sẽ ngon hơn. Và nếu như đã ngâm rồi thì chúng ta chỉ cần cốc định lượng này mình đong 2 ly thôi. Ở đây thì mình sẽ dùng luôn là đậu nành khô, mình sẽ đong 3 ly. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước. Các bạn lưu ý là trong máy mình đã có sẵn vạch chia mực mắc và mực min. Nếu như chúng ta muốn uống đặc một chút thì chúng ta có thể đổ nước ở mực min. Còn nếu muốn uống loãng hơn một chút thì chúng ta có thể cho nhiều hơn và lên tới mực mắc. Tất nhiên là chỉ tối đa là đến mực mắc cho các bạn nhé. Các bạn đậy nắp lại. Sau đó cắm dây nguồn. Sau khi cắm điện, đèn hiển thị các chức năng của máy sẽ nhấp nháy để chúng ta có thể lựa chọn chế độ sử dụng phù hợp với mục đích của mình. Ở đây mình sẽ có các chức năng như là xay đậu nành, làm sữa đậu nành từ đậu khô này, đậu nành đã ngâm này, đậu xanh, chè đậu, sữa ngô hoặc là nước trái cây. Vì nguyên liệu mình sử dụng ở đây là đậu nành khô nên mình sẽ nhấn nút Select một lần để chọn chế độ Dry Bean. Kết thúc quá trình bằng nút Start và lúc này chúng ta có thể chờ đợi khoảng 20 tới 25 phút cho máy tự động xay và ra nhiệt. Kết thúc quá trình, máy sẽ phát ra tiếng nhạc beep để chúng ta biết được là quá trình chế biến đã hoàn thành và kết thúc. Kết thúc 25 phút chờ đợi và sau đây là kết thành quả của chúng ta. Các bạn có thể thấy là cái mùi hương của nó bốc ra, mình ở đây mình cũng cảm thấy rất là thơm. Các bạn lưu ý này, tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình và cái khẩu vị của mỗi người mà các bạn có thể sử dụng cái lưới lọc đi kèm để lọc bớt cái bã của nó đi, hoặc không thì các bạn có thể uống trực tiếp cũng được, rất là nhiều chất xơ và dinh dưỡng. Mua máy làm sữa đậu nành Super DZ16BW41GBN, quý vị và các bạn có thể truy cập website meta.vn và gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại Hà Nội 04-3785-5633, Hồ Chí Minh 08-3830-8569. Meta rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn.